tiêu xài phung phí. Chúng ta hiệp lời cầu xin, cho chơi biết tình yêu Đức Kitô giáo sinh, mang đến trần gian, khoan cải tâm hồn người giàu, để họ biết yêu thương và giúp đỡ người nghèo. Lễ Giáng sinh không phải là cơ hội để người Kitô hữu ăn chơi lãng phí, nhưng là việc thuận tiện để nhớ lại tình thương của Chúa và chia sẻ tình thương ấy cho anh chị em của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo sư chúng ta biết chia sẻ tình thương và không mau cho những ai đói nghèo. Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm của tình thương cao cả. Xin cho mầu nhiệm này luôn hướng dẫn cuộc đời của chúng con, để chúng con trở nên những sứ giả tình thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa nhận lễ lễ khỏi tay cha, để ta cùng hôn lên danh Chúa.
điều trong mầu nhiệm nhập thế. Xin cho chúng con được nên trong Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với kim tinh của Chúa trong chính bản thân Ngài, Ngài đang sống và hiện trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Yeah, I got it.
Chúa cũng cho ai được mời đến từ việc chiến thiên chúa.